Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn nhé. Đến với cây cảnh nghệ thuật xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, trưng bày nhân dịp những ngày lễ hội truyền thống, lễ hội Bình Đà. Chúng ta đến có một cây xanh tôi rất là tâm đắc, đang để trên một cái bể bằng đá, tất nhiên là đá đục mới, cái kỷ gỗ và hình ảnh của một cây xanh nhỏ nhưng mà chúng tôi vẫn nói vui là nhỏ nhưng có võ đấy, nét già, nét chùn da voi của cây đã thể hiện rất nhiều. Bệ đế cũng khá đẹp và cổ ngọn đã thu nhỏ lại, lá thì rất đều, lá răm ngắn, lá nhỏ, màu lá đẹp. Cây thì là những dòng cây bản trà thôi, một người bê nhẹ nhàng. Và nếu mà lấy như thế này chúng ta cứ tưởng là một cây cổ thụ, nhưng thực ra là chiều cao từ mặt của cái bể đá này lên đến ngọn chỉ vào khoảng độ 25 cm. Đấy. Cây xanh đẹp quá. Rồi bây giờ Đỗ Sinh vòng sang phía đối diện để lấy cái hình ảnh toàn tổng của cây này. Và bên này có cái thẻ treo này. Số tác phẩm là số 112. Chủ nhân là Nguyễn Văn Giang. Và bên này bệ đế cũng rất là lì, rất đẹp đấy. Chơi những cái hàng kỹ và nó rụt rịt như thế này sướng thật. Đẹp quá. Và tiếp tục chúng ta đến với một số cây nữa. Cây xanh của Nguyễn Văn Thượng. Và tác phẩm xanh của Nguyễn Hữu Thường. Chúng ta đang ngắm một cây đa dòng bonsai mini ba thân của Nguyễn Văn Hùng. Mai Chiếu Thủy. Và một tác phẩm xanh mini. Đẹp quá nhỉ, có 7 nhánh thân. Thất hiền.
Vâng, cây sành cũng của Nguyễn Văn Thưởng. Và Nguyễn Văn Thưởng, tiếp theo một cây xanh mini nữa. Chúng ta đến với một cây si. Vâng, các bạn thưởng thức cây mai chiếu thủy. Dòng lá nhỏ. Mai của Bùi Quang Hợp. Không đa thì nói thực với anh là đa làm lâu lắm đấy. Vâng, làm được cái dăm đa, dăm tì tay nó dày mà lá nó cô nhỏ lại được thời gian quá nhiều đấy. Vâng, đòi hỏi kiên trì. Mới từ năm ngoái bắt đầu mới đi vào làm dăm. Anh có cái trụ đa này khủng khiếp đấy nhỉ. Mấy tay tất cả anh? 4 tay 4 góc à? 5 tay tất cả. 4 tay 4 góc với một thân chính ở giữa làm ngọn là 5. Chào chú Đỗ Sinh nhá. Vâng, chào anh. Video của chú rất nhiều rồi, hôm nay mình gặp được chú. Anh ấy cũng ở Thanh Oai mình à? Vâng, cháu ở dưới Thanh Mai này ạ. À, xã Thanh Mai. Dạ vâng, xã Thanh Mai. Rồi, phía dưới xã Bình Minh tí. Vâng. Rồi, đúng rồi. Cầu này đi vào. Rồi. Đây là cây đa của dáng trực của Bùi Đăng Hòa. Đấy. Thực ra cây đa thì cái cốt của cây thì rất tuyệt vời rồi. Đấy, đủ 4 nhánh, 4 góc rồi. Đây vừa rồi có những cái vị trí anh nhả ra nó còn chưa liền sẹo. Vâng, chưa được liền mà thế nên nhưng mà các cháu nó cứ bảo thầy cứ động viên. Cây năm nay này nó hạn chế. Động viên là cứ mang ra chơi cho vui. Vâng. Mà đây là trong cái giới hạn là của hội đình làng mình. Vâng. Lễ hội Bình Đà chứ có phải là ở đâu xa xôi gì đâu. Cháu trẻ nó thôi bác cứ cho cháu trở ra để ấy. Vâng. để cho chúng cháu học được tập. Mà bác sẽ làm với một thời gian cũng khá dài nữa đấy, để chúng ta tạo được nhiều dăm lá nó sẽ cô nhỏ lại. Và riêng đá này bác không cần phải cho ăn nhiều đâu nhá. Vâng, để càng cằn càng tốt cho nó chóng lên màu da. Rồi, đây là chủ nhân của cây đa đấy. Xin chào nha. Vâng. Chào, các bác mà yêu thích những cái tác phẩm của ông Bùi Đăng Hòa thì có thể gọi điện vào cái số điện thoại ông Hòa ông đọc chậm này. Vâng. 0936006414. Rồi, xin cảm ơn ông nhé. Vâng, xin chào sắc đối xin. Vâng. Vâng, nói trở lại với dòng mini thì chúng ta thấy có một số những cây xanh mini. Đây là một cây xanh của Nguyễn Quang Hùng, à Nguyễn Văn Hùng. Và đây là cây dưới mini. Của Nguyễn Văn Hoan. Và tiếp tục một cây ruối nữa. Đây là những cây ruối dòng khai thác. Cho nên là cái cốt thân của nó cũng rất là già rồi. Của Bùi Đăng Hòa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và cây xếu. Mời các bác thưởng thức một cây xanh. Cây xanh chủ nhân của anh Thắng. Cây dưới này nó già đấy nhỉ, chú. Vâng. Thân chết xù xì hết. Cây dưới của Bùi Quý Khôi. Anh ấy đặt tên là Phu Thê Sinh Quý Tử. Quý Tử. Đấy. Và tiếp tục đến một cây xanh mini nữa. Của Trịnh Văn Phan. Vâng, đặc biệt có một cây hồng ngọc mai. Cây cốt thân gốc rất to chứ. Tìm được cây hồng ngọc mai mà có cái vanh ở cái vị trí cổ thân như thế này phải nói là tầm 20 là đẹp đấy. Là hiếm ấy. Đó là hồng ngọc mai của Trịnh Văn Phan. Bây giờ chúng ta di chuyển đến một cây si. Đây là tác phẩm cuối cùng trong cuốn video này để chúng tôi chuyển tiếp đến cuốn sau. Si của Bùi Quang Hợp. Và chúng ta chuyển tiếp những cuốn video sau. Tiếp tục giới thiệu trưng bày cây cảnh nghệ thuật của Hội Sinh vật Cảnh xã Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội.